Mình là Snack và trong video ngày hôm nay, mình và anh Bi đã tìm ra một cái loại bùn giúp các bạn tiết kiệm 100 lần thời gian trong tựa game Freak. Bạn quá mệt mỏi phải tìm đủ loại gỗ, nào là Mythic, Frozen hay là Luna. Nhưng ở trong video này, mình sẽ chỉ cho các bạn há miệng chờ sung. Dạ sơ, chính xác là há miệng chờ sung. Còn chần chờ gì nữa mà không ấn like và đăng ký video để cho mình có thêm động lực làm tiếp những video hay ho hơn cho các bạn. Ok, bắt đầu video thế nào, let's go. Rồi ok mọi người, thì nói chung là trong lúc mà tôi và anh Bi đang câu cá cùng nhau thì tự nhiên là anh em tôi tìm được một cái lỗi anh em ạ. Thì nếu như mà anh em quá mệt mỏi vì cái việc mà câu gỗ, ví dụ như là cây Frozen đang cầm trên tay của tôi hay là cây Luna ở đấy câu mà 3-4 ngày chưa ra, thì đây là một cái lỗi cực kỳ là ok cho anh em xài. Nếu như mà anh em chưa biết ha, thì đầu tiên anh em cần có một cái bẫy cua và anh em về cái đảo khởi đầu của mình để anh em đặt lồng bẫy cua. Ok, bây giờ tôi sẽ đặt ra nốt những cái lồng bẫy cua nhé. Tôi đây có 500 cái lồng. Yes sir. Rồi đó, giờ mình cứ đặt ra thôi anh em ạ. Thằng này đích thực là người mà một nông dân đánh cá thực sự trong cái con game này các bạn ạ. 500 cái lồng cua, what the hell bro. Em thích ăn hải sản rồi nè, em thích ăn hải sản. Mẹ thằng này thật sự dành cả cuộc đời để đặt lồng cua các bạn ạ. Mẹ nó phải đặt bao nhiêu cái lồng cua rồi nó mới nghĩ ra được các bạn ạ. Mới tìm ra được cái chiếc lọ này. Nói chung là cái loại này nó cũng dễ thôi anh em á. Anh em cứ đặt lồng cua, đợi 5 phút sau rồi chúng ta sẽ quay lại chúng ta thu hoạch nhé. Rồi, giờ tôi với anh bưng AFK thôi. Ok, thì sau khi mà giờ đợi xong thì cái lồng nó đã có thể chín mồi, có thể thu hoạch được rồi anh em ạ. Thì ông Bân ổng bận rồi cho nên là ổng đi chỗ khác chơi rồi. Đấy, thì anh em thu hoạch anh em sẽ được mấy cái deep work này nhá. Thì mấy cái deep work này căn bản là anh em mới biết ra tới cái đảo này thì chỉ có thể là có cái deep work thôi. Nhưng mà vì sao tôi phải bảo anh em là chúng ta cần phải lấy nhiều cái deep work một tí. Thì anh em đợi một tí nha, đây tôi được 3 cái deep work này, ngon này. Ê cho tôi lên. Nào. Cần mờ cái chuột giỡn mặt tao. Ok. Rồi chúng ta cần lấy thật nhiều cái deep work anh em ạ. Đấy. Rồi Lai Sư. Ok, và cái lồng cua cuối cùng. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau check lại thử xem là chúng ta đã có bao nhiêu cái deep work rồi anh em nha. Ok, ở đây mình được 4 cái deep work và một cái electric work anh em ạ. Rồi, đơn giản bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu làm tiếp cái nhiệm vụ tiếp theo mà chúng ta cần làm, chính là anh em đi lên đây và gặp cái thằng NPC kiểm định anh em ạ. Đấy, mình đã đổi ra được cái deep work thường anh em nhé. Nếu như anh em làm một hai cái và anh em không chịu làm tiếp thì tất nhiên là nó chỉ là cái deep work thường cho anh em thôi. Nhưng mà nếu như anh em tiếp tục làm và cứ kiểm định thì chắc chắn với anh em một điều là nó sẽ ra cho anh em một cái deep work xịn. Ok chưa ạ? Ở đây tôi có 9 cái Luna deep work. Tại vì sao ạ? Tại vì tôi kiểm định đấy. Tôi kiểm định hết con mẹ nó tiền của tôi luôn rồi anh em ạ. Như anh em video trước thấy là tôi gần 1 triệu tiền. Video này tôi còn 84k. Tôi giỡn thôi chứ thật ra là tốn tầm vài trăm k tiền là anh em đã ra rồi anh em ạ. Anh em không nhiều tới mức đó đâu. Đầu tiên anh em cần chuẩn bị cho mình một cái auto click anh em nhé. Tiếp theo rồi đó, anh em bật AI lên, sau đó anh em nói chuyện với thằng này và anh em chỉ vào, anh em bật auto click lên sau đó chỉ vào đây. Rồi nó đã tự trao đổi cho anh em xem và anh em chỉ cần đợi một tí nữa thôi là chắc chắn nó sẽ có một cái deep work xịn hiện lên cho anh em xem nhé. Cái deep work này nó sẽ ra rất nhiều loại, ví dụ như là Hexed, Luna, Frozen hay là Electric hay là hằng hà sa số những cái khác. Nó ra cho anh em cả Mythical anh em nhé. Ra cho anh em cả Mythical. Nếu như mà anh em có thể qua video của anh Bi xem đó, thì anh Bi đã có thể làm ra được Mythical, nhưng mà nó rất là lâu, nó không thể nào nhanh được đâu anh em ạ. Nó rất là lâu. Cho nên là anh em, nếu mà anh em chưa cần Mythical và anh em ở đây chỉ cần Luna như tôi thôi đó, thì tôi chuẩn bị lấy cái Luna này để tôi đi làm video. Ok chưa? Đấy, anh em thấy không? Ra được một cái episode nè, thấy không? Đó, đơn giản như thế anh em ạ. Nói chung là nó làm sẽ hơi lâu một tí. Đấy. Thay vì anh em phải ngồi câu cả tiếng đồng hồ để anh em có thể ra được một cái deep work ngon, thì do sao anh em chỉ cần ngồi đây anh em kiểm định thôi là nó sẽ ra cho anh em một cái deep work cực kỳ tốt anh em ạ. Anh em, như anh em đã thấy ở đây tôi có cả shiny deep work này, shiny fusion deep work này. Đấy, anh em thấy chưa? Mà cực ngon luôn anh em ạ. Đấy, ok chưa? Anh em thấy chưa? Đây là một cái Luna anh em nhé. Deep work đã đổi một cái Luna deep work thì tôi đã lên 10 cái rồi anh em thấy chưa? Đó, đơn giản là vậy thôi anh em ạ. Và nếu như mà anh em không biết thì trong cái bản bung này hiện tại, nếu như mà anh em không biết thì trong cái bản update này hiện tại, cái cây Luna này khi mà anh em sử dụng nó sẽ không biến mất luôn. Nó không biến mất luôn anh em ạ. Nên là nếu như mà bạn bè của anh em câu được ra cái Luna hay là cái thứ thì anh em có thể sử dụng. Thay vì ví dụ như một cây Luna deep work này anh em câu có khi là 15 phút hay cả tiếng đồng hồ nó mới ra. Thì đây tôi đổi tầm 50 phút tôi đã ra một cái rồi anh em thấy chưa? Đổi tầm 50 phút nó đã ra một cái cho tôi rồi. Thì bây giờ tôi sẽ bắt đầu tiến tới Ancient Eye để vào và bắt đầu chế tạo cần câu thôi. Nhưng mà có một điều
Tôi chưa nói là tôi vẫn chưa mở cái cửa động anh em ạ. Yes, tôi vẫn chưa mở cái cửa động. Ừ, tuyệt vời. Không sao, bây giờ tôi sẽ dùng chiếc lõ anh em nhé. Ok anh em ạ, vì tôi là một người đéo có bạn bè, nói đúng hơn là một thằng loser, cho nên là yes, sir, tôi phải tự lấy những cái account của mình để mà vào và tự mở cửa và tự mình chơi luôn anh em ạ. Ok, nếu như anh em không thấy thì đây 1, 2, 3, 4, yes sir, 4 nick và đều 4 nick là của tôi anh em ạ. Đây là nick của người yêu tôi, yes sir. Đấy, tuyệt vời không ạ, à, vãi nồi luôn, tôi không ngờ là nếu như các bạn không có bạn thì các bạn có thể sử dụng cách của mình. Một mình chơi 4 ạc luôn anh em ạ. Đấy, ok, rồi cho thằng này lên đi trước. À, alright, tiếp theo là những thằng kia đều phải đi lên hết anh em ạ. Từ từ. Ok, vì tôi còn thiếu một viên đá, chính là viên đá solar anh em ạ. Cho nên là tôi phải bật cái elite totem này lên. Đấy. Rồi sau đó dùng cái ạc của người yêu tôi và nhặt cái elite và nhặt cái solar này lên. Đấy, thế là xong rồi anh em ạ. Rồi bây giờ chúng ta cùng nhau quay lại điểm xuất phát. Dạ sao? Cái ạc này nó vẫn chưa đủ tiền để mà mua, nhưng mà không sao, ở đây mình có một cái code. Dạ sao, mình may mắn là game mới update là có một cái code được 1.500 đồng anh em ạ. Và 1.500 đồng này thì chúng ta có thể làm gì ạ? Chúng ta có thể mua đủ cái dù anh em ạ. Dạ, tôi đã có cái dù ở level 2, đỉnh đỉnh không, đỉnh đâu, tuyệt vời không ạ. Đấy, và bây giờ việc mình còn làm đấy là làm lại một lần nữa với cái con ạc clone này. Dạ sao, đấy, nhét cho nó cái code đây, enter. Nice, yeah yeah yeah, một mình chơi 4 nít, cảm giác này nó thật là chill. Ok đây bạn, mà tôi đang phải một mình điều khiển 4 nít, cho nên là nó hơi gọi là cồng kềnh một tí, nhưng không sao, mình vẫn có thể làm được anh em ạ. Rồi bây giờ mình xoay thôi. Đây, ok, của mình nó sáng một cái nè. Nói chung là anh em cứ xoay cho đến khi nào mà nó sáng hết 4 dòng này luôn thì là nó ok anh em nhé. Đấy, đơn giản thế thôi, cứ xoay thôi, cứ xoay thôi. Ok, ok, rồi đấy, đơn giản nha anh em ạ, đơn giản nhỉ. Vì cái là mình chơi 4 nít nên là nó hơi tùm lum tí thôi. Ê, đây, ok. Rồi, cuối cùng là nít của người yêu tôi. Dạ, xoay. Ok, ok, rồi. Xong rồi anh em ạ, thấy chưa, easy chưa. Đấy, đơn giản là như thế thôi. Đơn giản là một mình chơi 4 nít, một mình gánh mafia là thôi, chứ là ai nữa. Ê, bây giờ mình đi qua đây thử nhá. Trời ơi, khổ thật sự luôn ấy. Bởi vì tôi nói là không có bạn bè nó cũng khổ. Tại cả là nha, tại cả là nói không có bạn bè thì anh em sẽ chửi tôi, tại vì các bạn thì các bạn là có rồi, có, nhưng mà mọi người kiểu hôm đó tôi đi chơi, tôi đi săn Megalodon, cho nên là cho nên là hôm đó tôi không có vào tôi chơi mọi người. Đấy, mọi người chỉ trích tôi bảo là mày câu Megalodon rồi thì mày cần đéo gì vào cổng đi nữa em. Đấy, thế nên là tôi ở ngoài luôn anh em ạ. Ừ, đấy, tới hôm nay tôi mới bắt đầu vào cổng được. Ok, chúng ta sẽ nhảy lên đây, bật cái... Ê! Rồi nhá. Nhảy đi, bật này. Ơ! Nó không bật được. Đấy, lại. Lên. Đấy, trời, tuyệt vời. Đấy, nói chung là update này cũng phải 2 ngày rồi. Thì ngày hôm nay tôi mới bắt đầu vô đây chơi được anh em ạ. Tại vì căn bản tôi biết một điều á, là những cái cần trong đây, nếu như mà anh em cấp không cao thì anh em có vào cũng chả để làm cái đéo gì. Cho nên là tôi trong mấy ngày hôm nay tôi đã cố gắng tự kệ cấp cho lên được level 500 rồi anh em ạ. Thì tuy nhiên level 500 thì vẫn chưa đủ, nhưng mà hôm nay nhưng mà tạm thời thì chút. Ái giời ạ. Lại không bật được cái guild lên. Oh my god nít. Bây giờ phải đi lại từ đầu ạ. Oh shit. Ok, chắc chắn lần này là qua được anh em ạ. Mẹ con mẹ mà thật sự. Mệt thật sự, tôi phải nói cho anh em là mệt thật sự luôn. Ok, bật lên. Rồi thì hiện tại ở đây tôi có thể làm được 8 cái cần. Đầu tiên chính là cái cần gì đây? Persian God. Tiếp theo là cây Window Rod. Tiếp đến là cây Resource. Dạ, tiếng Anh của tôi nó hơi ngu, anh em thông cảm. Tiếp theo là cây Season God nè. Rồi Riptide God này. Rồi Valley God này. The Lord God. Rồi Celestial God. Ok. Nói chung là mấy câu này anh Vi, nói chung là mấy cây này anh Vi bảo tôi là nó cũng bình thường thôi. Ngon nhất là hai cái cuối này. Cho nên là bây giờ mình cứ cày trước nguyên liệu anh em ạ. Rồi đến lúc mà đủ cấp rồi mình vào mình bú luôn. Ừ, là được anh em ạ, là ngon. Rồi ok, mình vừa mới gọi Slack vào các bạn ạ. Rồi bây giờ anh em mình sẽ test thêm một lần nữa nha Slack nha. Yeah, yeah. Đó chính là vào cái cần câu tre này nè em Slack này. Nó sẽ cần 3 cái viên đá Athetis, 2 cái cục Luna và cuối cùng là một cái cuộn giấy ma thuật. Ok, em Slack đủ hết rồi đúng không? Em chưa có cuộn giấy ma thuật mà. Không. Ủa, gì hả? Cái đéo gì em Slack? Em
anh đợi em anh đợi em cái cuộn giấy ma thuật mẹ tính ra đi tìm kho báu là có rồi em ạ. Em lo tìm mấy cục đá quá, quên tìm cuộn giấy ma thuật, cứ để em đi tìm. Thôi kệ kệ thằng Snack, để bây giờ mình test trước cho các bạn xem này. Đó, các bạn hãy tập trung nhìn ở phía dưới cái phần kho đồ của mình. Mình đang có 4 cái Luna Ripwood, 8 cái Magic này, 3 cục Athetis này. Đấy, thì những cái thứ sẽ mất sẽ là cái cuộn Magic này và 3 cục này, còn cái Luna này nó sẽ không mất. Đây, mình sẽ test cho các bạn xem một lần nữa nhá. Đấy, các bạn chú ý cái số lượng nha. Rồi, 3, 2, 1, let's go. Ok, ok, 4 Luna, vẫn còn 4 cái Luna, vẫn còn 4 cái Luna. Đây, mình đưa cho Snack xem, cho đưa Snack cho các bạn coi này. Đấy, nhận thử coi. Em xin. Rồi, ok, sau khi mà có thể đi tìm được cái gỗ thì mình đã quay trở lại ở đây rồi anh em ạ. Mà ông Bân cũng làm xong video, ông ngủ con mẹ luôn rồi. Và tôi bây giờ tôi mới bắt đầu vô, tôi chế cực cần anh em ơi. Khổ quá. Rồi, rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi qua đó. Giả sư, giả sư. Đó, anh em thấy cái chiếc lọ khi mà anh em chỉ có thể chơi một mình như tôi nó tiện lợi không? Không cần phải là cái level 15 luôn anh em ạ. Giả sư, anh em join vào, anh em nhập cái code. Ê, ê, tôi ghét chỗ này, tôi thật sự ghét chỗ này. Cần mẹ ghét quá rồi. Rồi lần thử thứ hai, dạ sơ, tuyệt vời, qua được rồi anh em ạ. Rồi thì để mà có thể chế được cái cây cần ở trong đây thì bây giờ mình sẽ lựa một cái cần nào đó nó ok một tí nhá. Thì cái cần này nói chung là cần cùi không quan tâm. Ok, ok, mình sẽ chế cái cần này anh em ạ, mình sẽ chế cái cần gỗ cần chút anh em nhá. Với lua, với cái tốc độ speed của nó là 15%, lứt là 20% và trừ 0.01 cần trô. Trời ơi, cần đã khó làm thì chớ mà còn phải trừ cần trô của người ta nữa, khổ thật sự. Relation là 0% và mắt của nó là 1000kg anh em ạ. Đây là một cái cần bình thường thôi, nó chỉ là một cái cần để dùng để sưu tập thôi. Và cái kỹ năng của nó chính là tăng gấp đôi tác dụng của tất cả loại mồi, nâng cao trải nghiệm câu cá của bạn, tăng hiệu quả mỗi lần đánh bắt. Ok, thì cái loại mồi của anh em ví dụ như là anh em có một cái mắt nẹt đây là 200% thì anh em gắn cái cần này vô cái mắt nẹt nó sẽ là 400% anh em nhé. Ok chưa? Rồi thì bây giờ mình sẽ cần một cuộn chỉ nè, hai cái Luna và ba cái viên Athenic thì mình đã có đủ rồi. Ấy bây giờ mình cần phải tắt cái này đi, thì tắt cái này đi thì nó mới có thể ấy được anh em nhé. Nó mới thể câu được. À, tiếp theo là một cuộn chỉ hả? Đấy. Rồi, ok. Rồi, ok. Bây giờ chúng ta cùng nhau lụm cái cần nữa nào anh em thấy không? À anh em nhớ nha, tôi vẫn đang có 10 cái Luna Deep Work và tôi khờ rắc. Yes sir. Tôi vẫn còn 10 cái Luna Deep Work, em thấy không? Tôi vẫn còn 10 cái Luna và cái cần nó đã nằm ở trong kho của tôi và sơ. Bây giờ trước khi đó thì tôi phải rút cái này lại để cho nó không mất anh em ạ. Thì những cái khác thì nó chắc chắn nó sẽ mất anh em nhớ, nhưng mà cái Luna này thì nó không mất, cho nên là hiện tại anh em nếu như mà anh em nào có ý định mà sưu tập cần thì anh em tốt nhất là anh em nên sử dụng cái lỗi của tôi. Tôi không biết nó là lỗi hay không nữa, hay là nó là tính năng nữa, nhưng mà ở trên wiki hay là bất cứ một cái chỗ nào khác thì người ta bảo là đều phải đi câu, chứ không thể nào mà thẩm định ra được. Nhưng mà đây tụi tôi thẩm định ra được nè, không ngoại trừ cái Luna nó còn ra những cái Abidilo này rồi Gossi này, nhưng mà mấy cái này thì hiện tại không xài được ở trong đây đấy, nên là chúng ta chỉ có thể xài Luna hay là cái Frozen hay là cái Mythical thôi. Frozen thì nó vẫn ra nè nhá, Frozen nó vẫn ra hồi nãy mẹ tôi ngu nó mất mẹ một cái rồi, nhưng mà tôi vẫn còn một cái. À không phải cái này. Dạ, yeah, không phải cái đó. À, không, tôi được một cái Sandy Deep Work này anh em ạ. À, đâu mất mẹ rồi, Frozen ơi. Đây. Ờ, à, tìm lại cái đó cái, mà thật chứ. Đây, đó, Frozen Deep Work này anh em nhá. Thấy chưa, chắc chắn chưa. Đấy, ok. Đơn giản như thôi anh em ạ. Và hình như là mình còn thiếu một cái Frozen nữa thì phải để mình có thể chế được thêm một cái cần đúng không. Ở đây nè, mình còn thiếu một cái nữa để mình có thể chế được cái Season God này anh em ạ. Và hai cái viên này nói chung là nó cũng hơi khó đấy, hơi khó đấy. Nói chung là đi câu rất là mệt anh em ạ, cho nên là anh em nào có thể áp dụng thì chúng ta áp dụng nhé. Cái cần này nói chung giờ cái cần này thì nó rất là đẹp anh em ạ. Giờ nhìn nó tu tiên vãi đái, bây giờ mình câu thử xem là cái cần này nó như thế nào anh em nhé. Nói chung là tôi nhìn qua thì tôi thấy cái cần này căn bản nó là một cái cần sưu tầm thôi anh em ạ. Ờ đấy, thì mình nhìn thử cái control của nó là mình biết nè. Resilient thì nó là không rồi. Lâu thế, đây à. Câu được con gì đây, nghe tiếng tinh luôn này. Ok ok, cá ơi, bình tĩnh cá ơi. Ê, bình tĩnh cá ơi. No, mẹ mày dậy dữ vậy. Disco à, cá ơi. Bình tĩnh cá ơi, oh shit. Cá ơi nào. Mẹ nó nhảy như siêu nhân gì, ông nội tôi cũng không bắt được nó nữa. Thôi thua anh em mà mình chào thua với... chào thua nhá. Nói chung là cái Lula nó đây là một cái mẹo giúp anh em tiết kiệm thời gian nhiều hơn thôi. Đó, nếu mà anh em nào có thể treo máy được thì anh em treo máy, còn hoặc nếu như anh em lười thì sắp tới ở trên cửa hàng của tôi nó sẽ có nha cái thế. Ừ đấy,
nên anh em có thể tìm kiếm bio của tôi ở đấy, ở dưới phần comment đấy anh em ạ. Dạ sơ đơn giản đi thôi anh em ạ. Đấy, ok, thì vừa rồi nó là cái mẹo giúp anh em tiết kiệm thời gian rất là nhiều. Anh em thấy video này như thế nào, có hữu ích cho anh em hay không thì anh em hãy ấn bên dưới cho mình một like, một đăng ký nhá. Và tất cả những thứ mà anh em cần về cái game fit này thì đều có tại phần comment của mình, anh em kéo xuống và tìm bio thôi nhá. Ok, bye bye anh em, hẹn gặp lại, bye.